Rồi, bắt đầu. Xin chào các bạn đến với chương trình gì không biết nữa. Hôm nay chúng ta có khách mời là siêu mẫu Nguyễn Thị Hoài Trinh. Xin chào bạn ạ. Dạo này thấy bạn có vẻ khá là thành công với những cái bộ ảnh mới của mình trên Facebook bạn. Vậy hôm nay mình có nghĩ chuyện đó một ngày không xa nó cũng sẽ trở thành sự thật thôi. Không có gì ăn uống thường bạn nhạc mua gì đó. Hôm nay mình ở quán cà phê mới mở ở đường cây trăm này, bạn cảm nghĩ gì về quán này? Mới mở đó hả? Thì lần đầu tiên tới mấy quán này tôi thấy quán tuy là nhỏ nhưng mà cũng rất là dễ thương, nhưng mà phụ đề tôi thấy tôi không ưng ý đó là tại sao khách mời không được ăn mà ngồi xem hàng ăn. Với lại về vấn đề là tại sao tôi vẫn chưa có đồ ăn. Cái đó tại vì người ta gọi rồi trước thì mua đồ ăn nó là trước nữa thì chị hiển nhiên ở đâu cũng vậy mà. Rồi tôi hiểu. Bạn còn có hỏi nào dành cho tôi về sự nghiệp về tâm lâm chẳng? Hiện bây giờ bạn có quan hệ rất là tốt với MC dẫn chương trình thì bạn có cái dự định gì trong tương lai không ạ? Dự định trong tương lai hả? Dự định trong tương lai là... Tương lai là một cái gì đó sao so bạn lên nói về hiện tại đi ha. Hiện tại là bạn mới... Thì bây giờ bạn là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen không ạ? Đúng rồi, tôi đang học ngành marketing. Bạn... Và tôi là ý viên của lớp MK111. Tôi cảm thấy tôi rất là năng động. Bạn tôi còn rất là nhiều điều muốn nói nhưng mà thôi anh nói trước đi. Bạn có cảm nghĩ thế nào về trường Đại học Hoa Sen không? Trường Đại học Hoa Sen thì cũng rất là xuống thôi mà. Nói chung là Hoa Sen thì mọi thứ đều được, chỉ có wifi quá khủng bố và tiền học quá mắc hết. Có chuột trong lớp nữa. Không kêu lắm à. Đi về vậy? Kem của tôi có là thôi được khổ nữa nha. Chồng ơi, nhưng mà... Vô của MC cũng có rồi. Thấy đẹp chưa? Thôi, để em với em. Rồi, siêu mẫu đã bị lép.